Ui, anh Thắng ơi, nhìn anh Hải làm ảo thuật siêu lắm mày này. Đâu 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 đâu, không biết anh Hải làm ảo thuật kiểu gì lại có cái thớt mấy con dao. Ui, anh Hải cắt thớt ra cả tiền luôn này. Nhiều tiền nhở. Nhưng mà thế này không có gì gọi là đẳng cấp, anh làm còn đẳng cấp hơn. Đâu, anh làm ảo thuật gì? Đây, chị Nga mở to mắt ra mà nhìn thế này. Bây giờ anh sẽ biểu diễn trò ảo thuật. Đó là ngọn nến có thể cháy được ở trong nước. Đó là anh mới học ở trên TikTok nha. Lên TikTok là cực kỳ nhiều trò ảo thuật hơi bị hay đấy. Rồi bây giờ là sẽ châm lửa để cho cái que nến ở trong này nó cháy lên. Tới cái đoạn này mới quan trọng cái này. Chị Nga mở to mắt lên. Giỏi quá. Wow, đẹp quá, anh Thắng dạy em nữa. What? Anh Thắng, cái gì thế này? Anh lừa em đúng không? Anh này để cái nến ở bên ngoài như thế này thì nó chả không tắt được. Thì thế mới gọi là ảo thuật chứ. Làm gì có chuyện là lửa chạy đi ở trong nước. Thắng, Thắng, Nga, Nga. Đợi anh. Ui, nặng, nặng. Ui, dồi ôi. Số hẳn nặng của hai đứa này. Wow. Anh Hải lấy cá đâu mà nhiều màu đẹp thế này? Anh Hải bắt ở ngoài đồng à? Ở ngoài đồng thì chỉ có cá đẹp như này. Anh Hải lấy cá ở đâu đấy? Thảo nào, cá anh mua đấy. Bỏ tiền ra mua đấy. Đây. What? Cái gì ấy? Cầm cháo đây làm gì ấy? Thì anh mang cá sang đây thì bây giờ chả cho lên chảo rán để em mình ăn cơm còn gì nữa. Ừ đúng rồi, anh mang cá sang đây thì chả để rán thì để làm gì? Giời ơi, hai cái đứa não cá vàng này. Hai em không nhớ gì à? Nga nhớ gì không? Không, em có nhớ gì đâu. Ừ, em cũng chả nhớ cái gì cả. Hôm nay tụi mình tổ chức thi xem ai làm bè cá cảnh đẹp hơn đấy. Nhà em nhớ ra rồi đấy. Chị Nga nhớ chưa? Ừ, em nhớ ra rồi đấy. Em cứ tưởng là cá để em giá. Thắng cùng với anh Hải cùng với chị Nga sẽ chế tạo bè cá từ vỏ chai nhựa. Ôi bạn ơi, Thắng được bao nhiêu là chai nhựa luôn này? 3 chai to với cả 3 chai con. Như thế này là Thắng sẽ làm một cái bè cá hình tam giác. Như thế này, xòe chai đặt ở đây để cho cá nó bơi từ chai này sang chai này. Với một chai bên này nữa, cá bơi từ chai này sang chai này. Với cả chai này nữa, để cho cá nó bơi ba cái bình này thông nhau. Yeah, chị tìm thấy mỗi 3 chai. Tại vì là anh Thắng đi trước nên là lấy hết mất chai của chị mất rồi. Nhưng mà không sao, với 3 cái chai này chị đã có ý tưởng ở trong đầu rồi. Chị sẽ làm bẻ cá hình chữ H. Đây là hai cái trụ của nó. Và đây, cái này sẽ đặt ở giữa. Cá bơi từ bên này sang bên này. Các em có thấy ý tưởng của chị ok không? Nè, đi chơi chậm một chút anh chỉ tìm được một cái chai to và ba cái chai nhỏ. Nhưng mà không có sao bởi vì bè cá của anh là một bè cá đặc biệt. Của anh hình con tàu. Đó, bè cá của anh sẽ là một đoàn tàu. Nhầm, một cái đầu tàu. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ là hình như thế này này. Thế tàu của anh Hải là tàu gì? Ồ, tàu hóa, đầu máy chạy bằng hơi nước. Nhưng mà thằng thấy cái con tàu của anh Hải lại giống cái thuyền buồm hơn. Đây là cái cột này, còn đây là cái buồm này. Các bạn thấy đang nói có hợp lý không? Buồm cái gì mà buồm, ý tưởng tàu xịn của người ta mà lị. Bây giờ là sẽ cắt cái chai to này, mỗi cái chai hai hố, vừa với cái chai con này để cho cá nó bơi thông từ bên này sang bên khác nữa. Cắt thì ai mà chẳng phải cắt, anh phải cắt thế này. Anh sẽ cắt một lỗ ở đây, một lỗ ở đây cho cá nó có thể bơi lên trên. Chưa bơi được, anh sẽ cắt thêm một cái lỗ trên này. Sao anh nhiều lỗ thế? Nhà cái con thuyền của anh Hải phức tạp nhở? Đã bảo là cái con tàu, thuyền cái gì mà thuyền. Ui trời ơi, của anh Thắng, của anh Hải mất thời gian. Của chị này chỉ cần cắt hai lỗ là thành cái bể bơi rồi. Anh Hải, Hằng Nga rủ tí nữa đi bơi ở trong bể cá của Hằng Nga. Tí đi bơi em nhá. Em nói nhầm, thành một cái bể cá đẹp nhất. Đấy là em nói nhầm thôi. Anh Thắng, anh Hải cứ cười em. Ê con ơi, nhìn thế này. Thấy chưa, Thắng đã xong cái bể cá của Thắng rồi. Nhưng mà mới xong cái khuôn hình thôi. Bây giờ Thắng phải dùng keo lên khít mấy cái lỗ này vào để cho nước nó khỏi chảy ra ngoài. Hằng à, em làm cái gì thế? Anh không nhìn thấy à? Em đang nhét cái chai vào cái hỗ chứ còn làm cái gì nữa? Anh biết là nhét vào hỗ rồi, nhưng mà tại em khuét cái hỗ ở cái chai này nó bé quá nên là đây này. Bây giờ em nhét vào nó bị có một cái rãnh này thì làm sao mà giữ nước nó chảy hết ra ngoài. Như kiểu là chị Nga định làm cái cầu trượt ở bể bơi công bằng ấy. Đây này, phải như anh Hải làm vừa in luôn này. Ta-da-da-da. Các em nhìn này, đây là cái bể cá của chị. Các em nhìn nó có xịn xò hay không? Đây là cái motor của chị. Nó có thể hút nước từ bên này sang bên này đấy. Tí nữa chị sẽ mở ra cho các em xem. Còn ở bên dưới này, chị còn trang trí một tấm đá để giữ cho hai cái chân này nó chắc. Còn đây là cái bể cá của Thắng. Tuy là cái bể cá của Thắng không có motor giống như của chị Nga, nhưng mà chắc chắn là cái bể cá của Thắng sẽ đẹp hơn và to hơn bể cá của chị Nga cực kỳ là nhiều. Như là lúc đầu Thắng mô tả, bể cá của Thắng thì nó sẽ thông từ bể này sang bể này sang bể này sang bể này, tức là cả ba bể nó đều thông nhau. Thắng đã cắt cái phần miệng chai để cho cá nó có nhiều oxy hơn. Các bạn nhìn thấy cái hình tam giác của Thắng có cân không? Như kiểu của chị Nga này. Giờ ơi, bên này thì lệch, bên này cũng lệch này, bên này to còn bên này bé. Tàu anh qua núi, nhầm, qua đèo.
Xịn xò chưa bà con? Chắc chắn là hơn của thắng TT với lại của chị Nga nhá. Trong video lần này, hai cô gái chắc chắn phải xếp thứ nhất. Các bạn đừng có thiên vị nữa. Nhìn vào thực tế này của anh quá đẹp luôn. Hình đoàn tàu cân đối chưa? Chưa kể nhá, phía sau có lắp thêm một cái động cơ hơi nước. Nhà động cơ hơi nước sẽ hút nước từ dưới. Anh nhầm, ngược ngược, động cơ hơi nước sẽ hút nước từ dưới đáy này. Ui giời, qua đây lên đây và đi xuống dưới này, đảm bảo cho cá của chúng ta luôn luôn trong tình trạng mát mẻ. Nhưng mà em vẫn thấy nó cứ thiếu thiếu kiểu gì ấy. Thiếu đồ trang trí bể cá chứ còn cái gì nữa. Nhìn đây này. Wow. Thấy chưa? Nhiều thế anh ơi. Mấy bạn nhìn này, nhìn đá xịn sò chưa? Wow, cái này màu luôn. Như kiểu đá ruby ấy. Đá ruby, đá ruby. Này, cái này. Cái này để làm gì hả anh Thắng? Cái này để làm gì hả anh Thắng? Để vớt mấy cái viên sò này còn làm gì nữa? Nhìn đây này. Thấy chưa? Nó ở dưới bây giờ vớt nó lên. Cái này để vớt cá đấy. Ui, cái cây này dài chưa? Rất hợp với cái bể bơi của em. Cái này là cái gì hả anh Thắng? Trong này cũng cây này, để xem nào, trong này là đá sao ấy. Cái này là cát mà, có phải là đá đâu. Ừ, đây là cát này, chỗ này cũng là cát này. Ở đây có mỗi một mình chị là con gái nên là chị sẽ được ưu tiên. Đây là tất cả những đồ chị đã chọn được. Đầu tiên chị sẽ cho cát vào một cái bình này. Wow, cát mịn chưa? Nhìn nó như đường ấy anh Thắng nhỉ? Đúng rồi, đây này, nào em há mồm ra. Nhưng mà nó là cát chứ không phải là đường, em chỉ là giống đường thôi. Thế sao em bảo là đường? Đường thì phải ăn được chứ. Ôi trời ơi, chị Nga làm cái này lâu lắm. Đây này, anh bảo này, chị Nga phải cầm như thế này, đổ xuống. Thấy chưa? Wow. Bên này nữa. Không. Thế bên này em định làm gì? Bên này em sẽ cho sỏi trắng. Thế thì nữa thì còn anh với cả anh Hải thì không còn cái gì mà trang trí à? Anh với anh Hải là con trai nên là phải nhường em chứ. Thắng vừa dạy chị Nga xong, bây giờ chị Nga lại lấy tay bốc lên thì bao giờ mới đầy. Đưa đây, để anh giúp chị Nga. Thôi em không cần đâu. Phải cần. Úi giời. Ui. Đúng là không được cái tích sự gì. Cho mấy cái cây này vào nhá. Ui, cái cây này nó kiểu gì ấy, trông lạ nhỉ. Đây là cành cây xong mà lá nó mọc từ cái cành cây ra. Thế thì chị Nga cũng không biết. Còn bên này chị sẽ thả cái tòa tháp này xuống. Ủa cái này cao nhỉ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 tầng luôn. Đây là con sao biển này. Đây là san hô. Có cả một hình ngôi nhà luôn. Nhìn nó như cây nấm ấy. Nhưng mà không phải là cây nấm đâu. Đây là ngôi nhà đấy. Đây mới là cây nấm này. Chị có hai cây nấm luôn. Chị Nga lấy cái gì mà nhiều đồ thế? Làm sao? Đầy đây đây. Ôi giời ơi, không hiểu chị Nga trang trí kiểu gì mà nhìn xấu om ra. Đáng nhẽ là cái chai của chị Nga cao như này thì chị Nga phải cho cái cây cao như thế này vào nó mới đẹp, các bạn thấy chưa? Để này vào thì nhìn nó khác hẳn luôn. Thôi chị nhường cho các anh đấy. Có hai cái cây xanh này nhưng mà Thắng sẽ nhường cho ngài một cái cây xanh này. Ai như chị Nga trang trí trước, lấy hết sạch đồ của Thắng với cả anh Hải của cái luôn. Nhưng mà cái đế đâu rồi nhở? Đây này, cái này nó là một set đấy. Thế là anh Hải không có cái cây xanh này rồi. Đây, thế cho anh Hải cái cây dừa này vậy. Anh Thắng tham lấy cái cây to tướng ra che hết cả cái bình rồi. Đấy, thấy chưa, anh Thắng tham vừa thôi. Không sao, cá của anh là toàn cá bé cơ mà. Thì nó sẽ luồn lách qua mấy cây xanh này. Giờ là sẽ thả đá vào. Trang trí bằng cát. Ôi dồi, đúng là cái đồ vụng về. Chị Nga làm cái gì mà hỏng hết của anh rồi, giúp kiểu gì ấy. Thôi nhường cho anh Hải một ít đi. Thôi anh Hải có cái sỏi này rồi, sỏi này mình cả cát trắng đẹp tuyệt vời. Thôi không cần đâu, anh đã có cát mịn và sỏi nè. Đấy, mấy bạn biết con gì đấy không? Chị Nga biết con gì đấy không? Con ba ba phải không? What? Ai mà thế? Con ba ba làm gì có ai mua để trang trí bể cá. Đây là con rùa, con ba ba đầu nó khác cơ. Cho nó xuống dưới này. Đây, anh phải để bên này nó mới đẹp. Chị Nga lại phá đăng lần thứ hai rồi. Wow. Và đây là bè cá của Thắng. Mấy bạn nhìn cái bè cá đang khắc hẳn bè cá của chị hàng Nga chứ. Nhìn đây này, trời ơi. Đến anh Hải còn phải khen cái bè cá của Thắng đẹp nhá. Không, bè cá của anh mới là đẹp này. Đâu, bè cá của nhà làm gì có cái gì đâu. Bây giờ anh mới trang trí cơ mà. Ui xôi, ui bè cá của anh Hải kiểu gì thế này. Thế này thuyền ra khơi chắc là đắm rồi. Đâu, chưa phải. Bởi vì của anh trang trí nó khó hơn của Thắng với lại của chị Hằng Nga nhiều. Cho nên anh chưa có hoàn thiện đấy thôi. Anh để hai cái lỗ này trang trí cho dễ. Cho cái nhà này vào. Thế anh Hải không cho cát này à? Để sau. Cái cầu này của anh Hải chắc phải mấy tỷ đấy nhỉ các bạn nhỉ? Đúng rồi, chắc phải mấy tỷ tiền đơn phủ luôn. Anh Hải có cần em với lại anh Thắng giúp một tay không? Thôi, đừng trả vào đồ của anh. Cho anh xin nhá. Ôi dồi ôi, anh Hải bị thủng nhiều nước quá, sao bây giờ hàn vào đây này? Thủng cái gì mà thủng? Không thấy vừa rồi anh giới thiệu à? Đang gắn lại thôi, chưa cho nước đâu. Anh Thắng ơi, anh Hải vẫn giấu hai con để dán hay sao ấy? Đúng rồi, hai con này đẹp nhất, anh Hải định giấu đây mà. Chị Nga thì mấy hai con cái ở đâu đấy? Em thấy ở cổng nhà anh Hải ấy. Được rồi, anh Hải đã giấu như thế thì bây giờ Thắng với Hằng Nga sẽ lấy hai con cá này, mỗi người một con, không cho anh Hải một con nào cả. Chị cho anh Hải mấy con cá bé bé đẹp đẹp này thôi. Wow, đẹp. Ui, khéo nha, khéo. Chị Nga phải mang cái bể cá ra đây chứ, nó không phải vớt xa quá, nó nhảy xuống là ngã nó toi đấy. Tay nào, nhanh không ngặt thở bây giờ. Bé bên này. Chị đã thả bên của chị trước. Ôi trời ơi, wow. Của chị Nga bé quá rồi, nó không bơi được rồi. Cái này nó cắm đâu đây rồi?
Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Hay là chị Nga thả mạnh quá bị chấn thương sức. Thảo, nhanh ra đây em. Thả xong bẻ của anh đi. Bẻ này chị Nga bẻ quá. Đây 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 đây. Vẫn còn nữa, vẫn còn nữa. Đây, bẻ này cho anh của anh Thắng nha. Đây đây đây. Đây, bên này, bên này. Ui giời ơi. Ui giời ơi, thấy chưa? Vừa in luôn, xịn xò luôn. Vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn. Đây 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 đây. Từ từ, nào. Chị Nga bê. Ui, cháu đổ. Bẻ cá của anh Thắng bị giò nhiều là nhiều luôn này. Sợ quá. Anh Thắng lấy mấy con để em vớt? Anh lấy 20 con. Ở đây làm sao mà đủ 20 con để cho anh lấy? Nào nào nào, kêu kêu kêu, kéo nó rớt ra ngoài nó to luôn. Em chỉ cho anh 5 con thôi. Để phân cho anh Hải nữa, không anh Hải dỗi đấy. Kéo 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 kéo, kéo nó xuống. Thả từ từ thôi, không mà chân thương xoắn lá hết. Ui giời ơi. Thả chị Nga nhấn lần như này. Cô kéo không chết nó à? Rồi rồi rồi. Rồi rồi rồi. Rồi sao bên của em? Xưng gì hả chị Nga để như nhiều ấy. Từ từ, chị Nga cho anh vớt, cho anh vớt, cho anh. Để chị Nga vớt cơ mà chết hết cá. Đây người ta vớt nhẹ nhàng như thế này chứ. Ui giời ơi, ui giời ơi. Anh Thắng cái gì chứ. Cá thì nhảy tanh tách nè. Đấy. Thả nhiều vào thôi, cho em nữa. Em mới được 2 con. Ui giời ơi. Lại rơi rồi. Sao cá này nó kiểu nó muốn vào chảo ấy anh nhỉ. Chúa. Wow, nhiều quá. Rồi. Con cá này nó kiểu béo quá, nó không bơi được luôn rồi. Cái con cá vàng này chúng ta phải thả sang bể của anh, bể của anh to nó mới được. Sẽ nối hai cái dây điện này vào với nhau là sẽ có nước phun lên. Wow. Đấy, các em thấy chưa? Anh Thắng thấy chưa? Ơ thế cái máy bơm bây giờ nó hút nước bên này thì bên này nó hết nước, xong bên này nó tràn nước ra ngoài thì làm sao? Làm sao mà tràn được? Nó hút từ bên này nó sang bên này, thì nó lại chảy sang bên này. Ui giời ơi, bể cá của anh Thắng bị giò nước rồi đây này. Tại anh Thắng không dính keo chắc, bây giờ giò hết cả nước ra, cả bên này nữa này. Trời ơi, bể cá của anh Thắng đẻo rồi, bỏ đi được rồi. Thôi không sao, tí nữa đang sẽ sửa sau. Giò một tí nước có cái gì mà căng. Chảy tô tô như thế này mà anh Thắng bảo một tí, ướt hết cả sân rồi. Nhìn của chị đây này, chắc như thế này cơ mà. Không một giọt nước nào rơi ra luôn. Ui trời ơi, mặt trời lặn hết rồi mà của anh Hải vẫn chưa làm xong. Thằng xịn xò nó phải làm tí mí. Mở từ từ thôi nha. Mở nước có tắt một tí thì mở xối một phát. Tại sao? Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, mở nước chẳng có tâm tí nào, bao nhiêu công mình xếp cát xếp đá tan nát hết cả rồi. Đây các bạn để ý nhá, bây giờ mình sẽ đấu điện vào đây. Xong bắt đầu là sẽ có cái motor nó chạy từ trên này xuống. Lên đi em. Lên chưa? Lên chưa? Chưa thấy nước chảy xuống luôn. Thôi xong. Chưa thấy gì? Chết rồi, đấu ngược sao? Ôi giời ơi. Cái gì đấy, cái gì của nhà mất đấy. Ui giời ơi. Ơi. Cái gì thế này? Bẻ cá của anh Hải còn bị giò nữa. Thế mà vừa nãy lại bảo là của anh không bao giờ gặp vấn đề bị giò à? Chỉ có bẻ cá của chị mới không giò thôi. Thế mà cũng mang tiếng là làm lâu nhất, đẹp nhất, chả thấy đẹp đâu, toàn thấy thủng mới cả thấy xấu rồi. Thôi để em vớt cá cho anh. Đúng rồi, để anh chị Nga vớt cá, không anh Hải củ cải vớt cá, cá bên anh củ cải hết. Hết rồi hết. Ui giời ơi, cứu nó, cứu nó, cứu nó, cứu nó. Lên đi, lên đi, lên đi, khổ thân vào tay của chị Nga. Lát hết cả một đời cá. Ui giời. Nó vào rồi còn gì không biết. Vào đi em. Tại cá nó cứ nhảy tưng tưng. Cho mấy con một đó đi em ơi, còn màu xanh không nhìn được đâu. Ui giời. Thôi, con mới đi cá thảo bè của anh. Thôi, bè của anh Thắng bị giò, con đòi cho cái thêm cá. Cho vào của chị.